cuối năm 1968, Johnson về vườn. Nixon, tên đại diện cho những thế lực hiếu chiến nhất ở Mỹ, trúng cử tổng thống nhờ lời hứa bịp bợm với nhân dân Mỹ sẽ lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chiến tranh chẳng hề kết thúc. Với Nixon, cuộc chiến tranh xâm lược càng tăng thêm tính chất tàn bạo mù quáng. Cuộc thương lượng ở Paris dẫm chân tại chỗ. Nixon láo xược ra điều kiện cho miền Bắc nước ta phải chấm dứt chi viện cho miền Nam ruột thịt. Điều mà chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Nixon quay trở lại Việt Nam hóa cuộc chiến tranh, rút bớt quân Mỹ về nước, hòng xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân Mỹ. Quân ngụy với vũ khí Mỹ, cố vấn Mỹ, bộ chỉ huy Mỹ được không quân chiến lược và không quân chiến thuật Mỹ yểm trợ, trở thành công cụ chủ yếu của Mỹ trên chiến trường. Bộ chỉ huy Mỹ ra lệnh cho quân ngụy lao vào tội ác, mở những cuộc hành quân càn quét, những chiến dịch bình định cấp tốc, đánh phá ác liệt các vùng nông thôn rộng lớn nhằm triệt phá cơ sở cách mạng, tiêu diệt lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị và phá hoại các căn cứ cách mạng. Âm mưu đen tối và xảo quyệt của Nixon là rút quân Mỹ về nước mà quân ngụy vẫn mạnh lên và đứng vững. Quân Mỹ ra về mà nước Mỹ vẫn ở lại lâu dài ở miền Nam Việt Nam. Việt Nam hóa bằng con bài này và B-52, đế quốc Mỹ thắng được cách mạng Việt Nam sao? Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 18 chỉ rõ: kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến, tiếp tục phát triển chiến lược tiến công một cách toàn diện, liên tục và mạnh mẽ. Đẩy mạnh tiến công quân sự và tiến công chính trị kết hợp với tiến công ngoại giao. Đầu năm 1970, trong cơn khốn quẫn, Hoa Kỳ làm đảo chính lật đổ Sihanouk, đưa tên tay sai Lon Nol lên cầm quyền, liều lĩnh đưa quân Mỹ và quân ngụy Sài Gòn vào đánh phá lãnh thổ Campuchia. Cùng thời gian, Mỹ xua quân ngụy Lào tiến công lấn chiếm vùng giải phóng Trung Hạ Lào của lực lượng cách mạng Lào. Đầu năm 1971, Mỹ mở tiếp cuộc hành quân lớn, dùng quân ngụy Sài Gòn đánh vào vùng đường số 9 Nam Lào. Đây là âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương và làm chiến tranh bóp nghẹt, hòng bao vây cô lập cách mạng miền Nam. Đoàn kết Việt Miên Lào là truyền thống quý báu đã được hình thành từ trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, kẻ thù chung của nhân dân ba nước Đông Dương. Trước âm mưu mới của đế quốc Mỹ, Đảng chủ trương tăng cường đoàn kết, giúp đỡ và phối hợp với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, kiên quyết đánh bại học thuyết Nixon, đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi bán đảo Đông Dương. Được sự giúp đỡ của Việt Nam, quân và dân Campuchia nhất loạt tiến công nổi dậy mạnh mẽ, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, chiến tranh nhân dân phát triển rất mạnh. Quân giải phóng Lào đánh rất mạnh, phản công, tiến công, đánh bại nhiều chiến dịch lấn chiếm của quân phái hữu, thu hồi và giữ vững vùng cao nguyên chiến lược Bolovan-Atopur.
Tháng 1 năm 1971, Nixon lại táo tợn xua quân ngụy Sài Gòn mở cuộc hành quân đánh sang đường số 9 Nam Lào. Theo công thức của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, quân ngụy cộng hỏa lực của không quân và pháo binh Mỹ. Mục tiêu của chiến dịch là cắt đứt đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh. Đây là gánh nặng gãy lưng đối với quân ngụy. Vừa đặt chân xuống đường số 9, quân ngụy Sài Gòn lập tức bị đánh dập đầu. Trận địa bày sẵn, hỏa lực khủng khiếp. Ở Nam Lào, quân ngụy Sài Gòn chạy không kịp. Hàng trăm tên lính ngụy cùng viên đại tá Nguyễn Văn Thọ, chỉ huy lữ đoàn 3 và hơn 20 sĩ quan bị bắt sống. Thuyết Nixon thắng lợi như thế đó. Đường vận tải mang tên Bác Hồ mà địch mơ tưởng cắt đứt, chật ních xác xe, pháo, máy bay, đánh dấu sự phá sản của chiến tranh bóp nghẹt. Ngay sau chiến thắng to lớn ở đường 9 và Nam Lào, Bộ Chính trị Đảng ta nhận định địch thất bại nặng nề trên cả ba chiến trường Đông Dương. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ đang đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Bộ Chính trị chủ trương trên đà thắng lợi khẩn trương và nỗ lực chuẩn bị bồi tiếp cho học thuyết Nixon những đòn nặng nề mới, buộc chúng phải kết thúc chiến tranh bằng một giải pháp chính trị. Trước đế quốc Mỹ ngoan cố, quân và dân Việt Nam đáp lại lập tức bằng những cuộc tiến công mãnh liệt và bất ngờ. Từ tháng 3 năm 1972, ở ba địa bàn chiến lược trọng yếu Bắc Quảng Trị, Tây Nguyên và Lộc Ninh, An Lộc, Bắc Sài Gòn. Toàn miền Nam trỗi dậy trong khí thế mới để phối hợp. Đồng bằng sông Cửu Long phá hàng loạt đồn bốt chi khu địch. Chỉ trong thời gian ngắn, quân ngụy có 13 sư đoàn chủ lực thì 7 sư đoàn bị đánh cho kiệt quệ, 5 sư đoàn bị sức mẻ nặng. Lực lượng bảo an dân vệ tan rã lớn, bộ máy kìm kẹp và ngụy quyền cơ sở ở nhiều vùng rộng lớn bị phá và mất hiệu lực.
quân ta phá hủy một khối lượng lớn vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh. Việt Nam hóa chiến tranh theo công thức hỏa lực Mỹ cộng quân ngụy trở thành công thức đắng cay cho Nhà Trắng. Quân ngụy kiệt quệ cộng hỏa lực Mỹ vô hiệu khiến được Việt Nam hóa phá sản hoàn toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy ấn like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những câu chuyện mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.